Thông tin mới nhất từ Mỹ về sự qua đời của nghệ sĩ Anh Vũ. Theo như thông tin thì bà bầu Thúy Uyển có mời Anh Vũ, Thanh Duy và Canly tham gia chương trình Hương Vị Tình Yêu. Sau khi nghe thông tin nghệ sĩ Anh Vũ qua đời, tất cả các nghệ sĩ ở Mỹ tổ chức quyên góp để giúp cho đưa được nghệ sĩ Anh Vũ về Việt Nam. Trong đó ở New York, ca sĩ Hoài Phương, Hà Phương có gọi điện cho bà bầu Thúy Uyển rằng muốn góp trọn gói để đưa anh Vũ về Việt Nam mặc dù chưa biết là bao nhiêu. Hiện tại thì anh Vũ đang ở nhà hoàng an lạc ở Cali. Chi phí đưa về Việt Nam là 10.000 đô. Ở Việt Nam thì nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân vẫn lo lắng bình thường vì không biết là ở bên Mỹ như thế nào. Hiện tại thì đã góp được hơn 660 triệu đồng và nghệ sĩ Hồng Vân đã đóng tài khoản lại. Sau đó thì nghệ sĩ Minh Nhí cùng với nghệ sĩ Hồng Vân đến nhà nghệ sĩ Anh Vũ và đóng góp để giúp cho người thân của nghệ sĩ Anh Vũ từ Việt Nam qua Mỹ. Bên Mỹ các nghệ sĩ vẫn tổ chức để đóng góp. Theo lời kể của Canly và Thanh Duy, trước khi qua đời thì anh Vũ có những biểu hiện bất thường, hay quên, lờ mờ, mệt mỏi, có khi thay đồ không ở trong phòng. Và các nghệ sĩ thì cứ nghĩ là nghệ sĩ anh Vũ thiếu ngủ. Sau đêm diễn hôm đó, nghệ sĩ anh Vũ có nói chuyện với anh Thanh Duy. Đến 9 giờ sáng, bạn gái của nghệ sĩ anh Vũ gọi qua cho Thanh Duy mà không được. 12 giờ thì nghe tin nghệ sĩ anh Vũ đã qua đời, Thanh Duy không thể tin vào mắt mình. Tất cả các chi phí đưa từ Mỹ về Việt Nam đều là ước tính. Đám tang ở bên Việt Nam thì rất là tốn. Rất là nhiều tiền, nho nhỏ cũng trên 200 triệu đồng. Đối với đám tang của nghệ sĩ Anh Vũ thì có lẽ sẽ lớn hơn. Theo thông tin mới nhất từ Cali, thi thể sẽ được đưa về chùa Ấn Quang. Theo như thông tin được biết thì đa phần nghệ sĩ sẽ chọn nghĩa trang Đa Phước. Và thông tin mới nhất là người chị của nghệ sĩ đã qua bên Mỹ và người trực tiếp lo cho anh Vũ về Việt Nam là anh Leon. Từ Mỹ, nếu mất vào ngày 1 tháng 4 theo luật của Mỹ và Cali thì mất vài ngày để khám tử thi, sau đó mới được đưa về Việt Nam. Hiện nay bên phía Việt Nam có rất nhiều phóng viên đến nhưng gia đình chưa biết nên